Chào mừng các con học sinh lớp 2. Cô là cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, đến từ trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cô rất vui khi được đồng hành với các con qua bài học của môn toán Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Bài học này nằm trong sách giáo khoa toán 2, trang 103. Để có một tiết học thật tốt, cô cần lưu ý các con những điều sau. Các con hãy chuẩn bị giúp cô sách giáo khoa toán, vở ô ly và tất cả đầy đủ đồ dùng học tập. Chúng mình hãy ngồi học ngay ngắn nơi có đủ ánh sáng. Và một việc nữa, cô mong muốn các con hãy tập trung nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau vào phần đầu tiên, đó là phần kiểm tra bài cũ nhé. Trong phần kiểm tra bài cũ này, cô hướng dẫn các con hai câu hỏi. Chúng mình hãy cùng đi tìm các đáp án đúng cho những câu hỏi này nào. Câu hỏi 1. Hình vẽ sau được gọi là đoạn thẳng hay đường thẳng? Các đáp án lần lượt: A. Đoạn thẳng AB, B. Đường thẳng AB. Các con hãy suy nghĩ và tìm ra đáp án đúng cho cô. Đáp án đúng của các con là gì? Các con ạ, cô chúc mừng các con đã lựa chọn đáp án A, đó là đoạn thẳng AB. Đây chính là đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng AB được nối từ điểm A đến điểm B và nó được chặn bởi hai đầu. Vì vậy, nó là đoạn thẳng chứ không phải là đường thẳng các con nhé. Cô chúc mừng các bạn đã lựa chọn đáp án A. Và bây giờ chúng mình cùng nhau sang câu hỏi số 2. Câu 2, hình vẽ sau có số đoạn thẳng là? Các đáp án của cô lần lượt như sau: A. Một đoạn thẳng, B. Hai đoạn thẳng, C. Ba đoạn thẳng. Các con hãy suy nghĩ thật nhanh và tìm ra đáp án đúng nào. Hãy theo dõi đáp án của cô. Cô xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B, đó là hai đoạn thẳng. Các con ạ, chúng mình có hai đoạn thẳng, gồm có đoạn thẳng AB là đoạn thẳng thứ nhất, đoạn thẳng BC là đoạn thẳng thứ hai. Các con thấy hai đoạn thẳng AB và BC nối tiếp nhau. Ta gọi đây là đường gấp khúc ABC. Để hiểu rõ hơn về đường gấp khúc, cô mời các con chúng mình cùng tìm hiểu bài mới. Bài học: đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Các con hãy nhanh chóng mở sách giáo khoa trang 103 giúp cô nào. Các con yêu quý, để học tốt bài này, sau khi học, các con phải đảm bảo những mục tiêu sau nhé. Đầu tiên, chúng mình nhận biết về đường gấp khúc. Sau đó, chúng mình thực hành vẽ đường gấp khúc. Và cuối cùng thì các con phải biết tính độ dài của đường gấp khúc. Cô trò mình cùng đến với hoạt động nhận biết về đường gấp khúc. Các con hãy quan sát. Cô có 4 điểm không thẳng hàng. Đó là các điểm A, B, C và D. Các con cùng quan sát cô nối nhé. Cô sẽ nối điểm A với điểm B. Cô nối điểm B với điểm C. Rồi cô lại nối tiếp điểm C với điểm D. Cô được đường gấp khúc nào các con? Đó chính là đường gấp khúc A, B, C, D. Đây chính là đường gấp khúc A, B, C, D. Các con hãy cùng quan sát một lần nữa đường gấp khúc A, B, C, D và cho cô giáo biết đường gấp khúc này gồm có mấy đoạn thẳng và là những đoạn thẳng nào? Các con đã có câu trả lời chưa? Đường gấp khúc ABCD gồm có 3 đoạn thẳng các con ạ. Và đó là các đoạn thẳng AB, BC và CD. Các con có biết không? 3 đoạn thẳng này nối tiếp nhau. Chúng gấp khúc tại điểm chung, đó là điểm B và điểm C, nên người ta gọi nó là đường gấp khúc. Vậy đường gấp khúc
sẽ là đường gồm các đoạn thẳng nối tiếp nhau và không thẳng hàng các con nhé. Với đường gấp khúc này, chúng mình phải kể tên như thế nào? Thông thường, khi kể tên đường gấp khúc, chúng ta sẽ đọc các điểm từ trái sang phải, lần lượt các điểm nối tiếp nhau. Hãy nghe cô đọc nhé. Đường gấp khúc A, B, C, D. Các con đã biết cách đọc đường gấp khúc rồi đúng không nào? Và cũng biết nhận biết về đường gấp khúc rồi. Và bây giờ cô thử tài các con nhé. Trong các hình dưới đây, hình nào là đường gấp khúc? Cô sẽ có 3 hình. Hình 1, hình 2 và hình 3. Các con hãy quan sát, suy nghĩ thật nhanh và lựa chọn cho cô trong 3 hình này thì đâu là đường gấp khúc? Các con hãy suy nghĩ và trả lời cô. Các con đã có đáp án của mình chưa? Hãy cùng xem đáp án với cô nào. Đường gấp khúc trong 3 hình này chính là hình số 2. Cô chúc mừng các bạn đã lựa chọn hình số 2 nhé. Thế còn hình 1 và hình 3 thì sao? Hình 1, đây không phải là đường gấp khúc. Hai đoạn thẳng MN và NP nối tiếp nhau, nhưng nó cùng nằm trên một đường thẳng. Vì vậy, đây là đường thẳng và không phải là đường gấp khúc. Thế còn ở hình 3, các con thấy có 3 đoạn thẳng. Nhưng 3 đoạn thẳng này, chúng lại không nối tiếp nhau. Chính vì vậy, đây không phải là đường gấp khúc. Và như vậy, chúng mình chỉ còn lại hình số 2, chính là đường gấp khúc thôi. Các con hãy kể tên đường gấp khúc này giúp cô giáo nào. Đường gấp khúc này có tên gọi là GHIKM. Như vậy, chúng mình kể tên nối tiếp từ trái sang phải, bắt đầu từ điểm G rồi nối tiếp này. GHIKM. Các con cho cô biết đường gấp khúc GHIKM gồm có mấy đoạn thẳng? Chúng ta cùng đếm nhé. Đoạn thứ nhất GH, đoạn thứ hai HI, đoạn thứ ba IK và đoạn cuối cùng là đoạn KM. Như vậy chúng mình có 1, 2, 3, 4 đoạn thẳng. Các con ạ, đường gấp khúc có thể có 2 đoạn thẳng, 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng và nhiều hơn nữa các con nhé. Đường gấp khúc ít nhất phải do 2 đoạn thẳng tạo thành các con ạ. Đường gấp khúc sẽ là đường gồm các đoạn thẳng nối tiếp nhau và không thẳng hàng đấy. Các con đã biết cách kể tên đường gấp khúc rồi, cũng biết nhận biết về đường gấp khúc rồi, đúng không nào? Bây giờ ta lại trở lại với đường gấp khúc ban đầu, đó là đường gấp khúc A, B, C, D. Các con quan sát, cô có đoạn AB dài 2cm, đoạn BC dài 4cm và đoạn CD dài 3cm. Các con hãy giúp cô tìm tổng độ dài của 3 đoạn thẳng này. Các con hãy suy nghĩ và cùng làm với cô. Tổng độ dài của 3 đoạn thẳng AB, BC và CD là... Cô sẽ làm như thế nào? Cô sẽ lấy 2cm cộng 4cm và cộng 3cm. 2cm này là đoạn AB, 4cm này là đoạn BC và 3cm này là đoạn CD. Và tổng của nó sẽ là 9cm. 9cm chính là tổng độ dài của các đoạn thẳng AB, BC, CD. Và các con có biết 9cm ấy nó chính là đường gấp khúc ABCD đấy. Và đây 9cm này chính là độ dài của đường gấp khúc ABCD mà các con vừa quan sát. Vậy thì muốn tính độ dài của đường gấp khúc, các con phải làm thế nào? Các con hãy ghi nhớ, muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó. Các con hãy nhẩm theo cô, đọc ghi nhớ một lần nữa nhé. Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó. Các con đã nắm được
cách tính độ dài đường gấp khúc chưa? Để các con thạo hơn, nhanh hơn và giỏi hơn, cô trò chúng mình cùng nhau vào phần luyện tập nhé. Ở phần luyện tập, cô giáo sẽ có 3 bài tập để hướng dẫn các con. Chúng mình cùng vào bài tập số 1 nào. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm A, hai đoạn thẳng với 3 điểm A, B, C và B, 3 đoạn thẳng với các điểm A, B, C, D. Các con đã rõ yêu cầu của bài chưa? Và bây giờ lắng nghe cô hỏi. Bài toán yêu cầu chúng mình điều gì? Bài toán yêu cầu cô trò mình nối các đường gấp khúc. Và yêu cầu thứ nhất là nối đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng. Yêu cầu thứ hai là nối đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. Các con hãy suy nghĩ và chọn ra cách nối. Các con hãy cùng làm bài. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng mình cùng chữa nhé. Ở phần A, cô giáo sẽ chữa trước. Phần A này, chúng mình có 3 điểm. Đó là điểm A, điểm B và điểm C. Vậy các con sẽ nối thế nào để tạo thành đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng? Chúng mình sẽ nối cách đầu tiên như sau. Cô nối A với B, cô lại nối B với C. Khi đó cô được đường gấp khúc A, B, C. Còn cách nối nào khác không? Chắc chắn sẽ có những bạn đã lựa chọn cách nối khác của cô, đúng không nào? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp nhé. Ta có thể nối như sau. B với A, A với C. Khi đó ta được đường gấp khúc B, A, C. Còn có bạn nào có cách nối khác không các con? Cách nối tiếp theo sẽ như sau. Hãy quan sát với cô. Ta có thể nối B với C, rồi nối C với A. Khi đó ta được đường gấp khúc B, C, A. Và các con thấy đấy, chúng mình sẽ có 3 cách nối để tạo thành đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng. Bạn nào nối một trong 3 cách đều là đúng. Cô chúc mừng các con nhé. Chúng mình cùng nhau chữa sang phần B nào. Ở phần B, người ta yêu cầu của chúng mình đó là với 4 điểm A, B, C, D. Các con hãy nối thành đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. Ta sẽ nối ra sao? Các con cùng cô chữa bài. Cô sẽ nối này. Cô nối A với B. Cô lại nối B với D. Cô nối tiếp D với C. Khi đó ta được đường gấp khúc A, B, D, C. Chúng mình có cách nối đầu tiên. Những bạn nào có cách nối như cô cũng là một cách đúng rồi. Nhưng chúng mình còn có cách nối khác. Ta tìm hiểu thêm cách nối khác nhé. Chúng mình cũng có thể nối như sau. Nối A với C, rồi nối C với D. Ta lại nối tiếp D với B. Khi đó chúng mình có đường gấp khúc A, C, D, B. Đường gấp khúc này cũng đảm bảo gồm có 3 đoạn thẳng. Cô hướng dẫn các con thêm một cách nối nữa nhé. Với 4 điểm cho trước A, B, C, D, cô sẽ nối như sau. Nối C với A. Đây, các con nhìn. Và tiếp tục nối A với D. Cô lại nối tiếp D với B. Và như vậy cô đã có 3 đoạn thẳng. Đoạn thẳng CA, đoạn thẳng AD và đoạn thẳng DB. 3 đoạn thẳng này nối tiếp nhau tạo thành đường gấp khúc CADB. Cô vừa hướng dẫn các con 3 cách nối. Nhưng với bài toán này, chúng ta sẽ có 8 cách nối khác nhau các con ạ. Các con hãy lựa chọn thêm các cách nối nhé. Cô chúc mừng các con đã nối đúng, đảm bảo yêu cầu đường gấp khúc gồm có 3 đoạn thẳng theo yêu cầu B. Và bây giờ thì cô trò mình đã hoàn thành bài tập số 1 rồi. Chúng mình cùng nhau đến với bài tập số 2 nào. Nội dung của bài tập số 2 như sau. Tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu.
Các con hãy quan sát đường gấp khúc ở phần A cho cô. Đường gấp khúc này chính là đường gấp khúc MNPQ. Các con hãy quan sát đường gấp khúc này và cho cô biết đường gấp khúc này gồm có mấy đoạn thẳng. Nó sẽ có 3 đoạn thẳng. Đoạn MN dài 3 cm, đoạn NP dài 2 cm và đoạn PQ dài 4 cm. Bài yêu cầu chúng mình là tính độ dài của đường gấp khúc. Cô nhắc lại các con, vậy muốn tính độ dài đường gấp khúc chúng mình làm thế nào? Muốn tính độ dài của đường gấp khúc, ta sẽ đi tìm tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó. Chính vì vậy, chúng mình phải đi tìm tổng độ dài của 3 đoạn thẳng MN cộng với NP cộng với PQ, đúng không nào? Các con hãy quan sát bài giải mẫu. Bài giải, độ dài đường gấp khúc MNPQ là 3 cộng 2 cộng 4 bằng 9 cm. Đáp số 9 cm. Với bài giải này, các con thấy lời giải. Trong lời giải, các con ghi rõ độ dài đường gấp khúc và nhớ ghi tên đường gấp khúc MNPQ. Và sau khi ghi lời giải xong, các con ghi phép tính. Phép tính ở đây ta có được là dựa vào ta lấy số đo độ dài của 3 đoạn thẳng ta cộng với nhau. Đoạn đầu tiên MN là 3 cm, cộng đoạn thứ 2 NP là 2 cm, cộng đoạn thứ 3 PQ là 4 cm. Ta có kết quả là 9 cm và đáp số 9 cm. Các con đã biết cách giải rồi, đúng không nào? Với những bài toán như thế này, khi trình bày bài giải, các con cũng nhớ trình bày thật cẩn thận, ghi rõ tên đường gấp khúc các con nhé. Dựa vào phần A, cô trò mình cùng luyện tập sang phần B. Ở phần B, các con hãy quan sát và cho cô biết đường gấp khúc chúng mình cần đi tính độ dài là đường gấp khúc nào và gồm có mấy đoạn thẳng. Đường gấp khúc chúng ta cần đi tính độ dài chính là đường gấp khúc A, B, C. Đường gấp khúc này gồm có 2 đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng AB dài 5 cm và đoạn thẳng BC dài 4 cm. Các con hãy suy nghĩ và thực hiện bài giải của bài toán. Các con trình bày vào vở thật đẹp các con nhé. Con hãy quan sát bài giải. Các con có thể lùi vào 4 ô để ghi bài giải. Sau khi ghi bài giải xong, các con sẽ ghi lời giải. Lùi vào 1 ô, các con ghi độ dài đường gấp khúc là. Các con thấy chúng mình ghi đường gấp khúc là đã được chưa nhỉ? Rõ ràng là chưa đủ rồi. Vậy cô sẽ phải ghi độ dài đường gấp khúc A, B, C các con nhé. Ghi rõ tên đường gấp khúc A, B, C. Rồi các con ghi chữ là cuối cùng 2 chấm. Vậy ta có lời giải như sau. Độ dài đường gấp khúc A, B, C là. Sau khi ghi xong lời giải, chúng mình bắt đầu thực hiện tính độ dài bằng cách lấy độ dài của đoạn thứ nhất là 5 cm cộng với độ dài của đoạn thứ hai là 4 cm. Và ta có kết quả là 9 cm. Các con ghi cm trong ngoặc đơn. Sau khi thực hiện xong phép tính, chúng mình chỉ việc đáp số thôi. Và cô sẽ đáp số bài toán. Đáp số. Ở đây đơn vị cm trong phần đáp số, các con không để trong ngoặc đơn nhé. Những ai đã làm đúng bài toán giống như cô giáo rồi? Chắc chắn là rất nhiều bạn đã là hoàn thành rồi đúng không nào? Cô chúc mừng các con nhé! Các con đã hoàn thành tốt bài toán này. Và cô trò chúng mình đã hoàn thành bài tập số 2 rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải tiếp bài tập số 3 nhé! Cô Ngọc Lan mời các con chúng mình cùng tìm hiểu nội dung của bài tập số 3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ.
tính độ dài đoạn dây đồng đó. Quan sát nội dung bài, các con hãy cho cô biết bài toán cho chúng mình biết điều gì và bài toán hỏi chúng mình điều gì. Chúng mình cùng phân tích. Bài toán cho biết đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Như vậy, đoạn dây đồng đã được uốn thành hình tam giác gồm 3 đoạn thẳng dài bằng nhau và mỗi đoạn đều dài 4 cm. Các con có biết không? Đoạn dây đồng này đã được uốn thành đường gấp khúc và đây là một đường gấp khúc khép kín gồm 3 đoạn thẳng dài bằng nhau bằng 4 cm. Thế thì bài toán hỏi các con điều gì? Bài hỏi chúng mình là tính độ dài đoạn dây đồng đó. Vậy các con có thể tính được độ dài đoạn dây đồng này không? Muốn tính được độ dài đoạn dây đồng này cũng chính là mình đi tìm độ dài của một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng đấy. Vậy các con có tự làm bài được chưa nào? Các con hãy dành thời gian để làm bài vào vở. Nhớ làm thật sạch đẹp các con nhé. Các con đã làm bài xong chưa? Cô và các con cùng chữa bài nào. Các con hãy lùi vào khoảng 4 ô, ghi cho cô bài giải. Sau khi ghi bài giải xong, các con lùi vào một ô và chúng mình ghi lời giải. Độ dài đoạn dây đồng là... Sau khi viết xong lời giải độ dài đoạn dây đồng, các con viết dấu 2 chấm và chúng mình ghi phép tính. Đây là một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng khép kín. Vậy ta tính tổng độ dài các đoạn bằng cách ta lấy 4 cộng 4 cộng 4 và bằng 12 cm. Cm các con để trong ngoặc đơn. Sau khi thực hiện xong phép tính rồi, chúng ta lùi vào và viết đáp số. Ở phần đáp số tên đơn vị các con không để trong ngoặc đơn, các con ghi rõ là 12 cm luôn. Và chúng mình đã có bài giải, các con cùng lắng nghe nhé. Bài giải độ dài đoạn dây đồng là 4 cộng 4 cộng 4 bằng 12 cm. Đáp số 12 cm. Cô trò mình đã giải xong rồi đấy. Cô khen ngợi những bạn đã làm đúng bài tập giống như cô giáo. Với bài tập này, các con có cách làm nào khác không? Cô mời các con cùng theo dõi một cách làm nữa nhé. Cô có bài giải độ dài đoạn dây đồng đó là 4 x 3 bằng 12 cm. Đáp số 12 cm. Các con thấy đấy, với cách giải này, cô đã sử dụng phép tính nhân 4 x 3. Các con có thấy đây là phép cộng các số hạng bằng nhau không? 4 cộng 4 cộng 4 cũng chính là 4 x 3. Vậy thì với bài toán này, cô trò mình có thể giải bằng hai cách khi chúng ta thực hiện phép tính. Đó là phép tính cộng để khi tìm tổng độ dài của đường gấp khúc. Hoặc là các con cũng có thể tìm dựa trên phép tính nhân. Các con ạ, với hai cách giải vừa rồi thì cách làm nào cũng đúng các con nhé. Với những bài toán khi yêu cầu tính độ dài của đường gấp khúc mà các đoạn thẳng trong đường gấp khúc ấy bằng nhau, ngoài phép tính cộng, các con có thể thực hiện bằng phép tính nhân. Các con hãy lựa chọn cách làm nhanh chóng và dễ hiểu nhất để thực hiện những bài toán như thế. Cô trò mình vừa hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành tốt bài tập này. Khen ngợi các con rất chăm chỉ học tập. Để thưởng cho các con chăm chú nghe giảng, hăng say luyện tập, cô Ngọc Lan sẽ mời các con cùng đến với một trò chơi. Cô trò chúng mình cùng đến với trò chơi giải cứu sinh vật biển. Các con yêu quý, trong biển cả mênh mông có rất nhiều các loài vật sinh sống.
những lúc đi kiếm ăn hoặc để trốn tránh kẻ thù, không may chúng bị kẹt trong những hang đá hoặc những bãi san hô. Các con hãy cùng chú cá heo này đi giải cứu các con vật nhé. Mỗi câu trả lời đúng, các con sẽ giải cứu được một con vật đấy. Và chúng ta cùng nhau chơi trò chơi nào. Đầu tiên, các con có nhìn thấy chú cá ngựa bị mắc kẹt không? Ta hãy cùng giải cứu chú cá ngựa bằng câu hỏi số 1 như sau. Câu 1, tên gọi của đường gấp khúc là? Ta có các đáp án. A, đường gấp khúc. M, B, N, Q. Đáp án B, đường gấp khúc M, N, B, Q. Đáp án C, đường gấp khúc N, M, B, Q. Và đáp án D, đó là đường gấp khúc M, Q, B, N. Các con hãy suy nghĩ trong thời gian 5 giây để tìm ra đáp án đúng của bài toán nhé. Và thời gian 5 giây suy nghĩ của các con bắt đầu. Thời gian đã hết, các con đã tìm ra đáp án chưa? Đáp án đúng của chúng mình sẽ là đáp án B. B là đáp án đúng. Đường gấp khúc ở trên có tên gọi là M, N, B, Q. Và đáp án B là đáp án chính xác. Cô chúc mừng các con đã chọn đáp án B này. Và vì lựa chọn đáp án đúng, cô trò mình đã giải cứu được chú cá ngựa rồi. Chú ấy lại tung tăng bơi lội trên biển cả mênh mông. Bây giờ, các con có nhìn thấy không? Chú mực nhỏ xinh đang mắc kẹt trong bãi san hô. Chúng mình cùng giải cứu chú mực xinh xắn bằng câu hỏi số 2 nhé. Câu 2, độ dài đường gấp khúc A, B, C, D là? Các đáp án của chúng mình như sau. A, 10 dm. B, 15 cm. C, 15 dm. Và D, 12 dm. Các con hãy suy nghĩ nhanh chóng trong vòng 5 giây, tìm ra đáp án đúng nào. Hết giờ rồi, cô chúc mừng các bạn đã lựa chọn đáp án C. Đáp án C chính là đáp án đúng. Và các con thấy đường gấp khúc A, B, C, D có các độ dài lần lượt là 5 dm, 3 dm và 7 dm. Vậy 5 cộng 3 cộng 7 chính là 15 dm. Đây là đáp án đúng của ta. Cô trò mình đã giải cứu được chú mực rồi và chú ấy đã trở về với biển cả. Các con ạ, còn chú cua đang bị mắc kẹt. Ta cùng giải cứu nào. Câu hỏi số 3. Tính độ dài đường gấp khúc sao? Người ta cho chúng mình đường gấp khúc A, B, C, D, E gồm các đoạn thẳng dài bằng nhau và bằng 3 cm. Phép tính đúng của bài toán là đáp án A, 3 cộng 3 cộng 3 bằng 9 cm. Đáp án B, 3 x 4 bằng 14 cm. Đáp án C, 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12 cm. Và đáp án cuối cùng, 3 x 4 bằng 12 cm. Cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm đáp án đúng. Thời gian suy nghĩ 5 giây của các con bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Và chúng ta đã có đáp án nào? Đáp án đúng của bài toán này chính là đáp án C và D. Cô chúc mừng các bạn đã lựa chọn đáp án C và D. Đây là cả hai đáp án đúng các con nhé. Đường gấp khúc A, B, C, D, E gồm các đoạn dài bằng nhau và bằng 3 cm. Chính vì vậy, ta có thể thực hiện tìm tổng độ dài đường gấp khúc này bằng phép tính cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 bằng 12 cm. Hoặc ta cũng có thể viết thành phép tính nhân vì tổng độ dài các đoạn đều bằng nhau. Ta sẽ có 3 x 4 bằng 12 cm. Còn hai đáp án trên, đáp án A, các con thấy ở đây có 4 đoạn, người ta chỉ có 3 đoạn cộng với nhau. Vậy sai rồi. Đáp án B, ở đây bạn thực hiện phép tính nhân sai, 3 x 4 bằng 14 cm.
Như vậy, chỉ có đáp án C và D là đáp án đúng thôi. Và chú cua đã được giải cứu bơi về biển cả bao la. Cô chúc mừng tất cả các con nhé! Các bạn ấy gửi lời cảm ơn các con, tặng các con những viên ngọc trai này. Các con có thích không? Các con yêu quý, với sự chăm chỉ học tập và trí thông minh của mình, các con đã giải cứu được các loài vật đấy. Cô chúc mừng các con nhé! Các con hãy nhắc nhau nhớ bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, không sử dụng túi ni lông. Như vậy, các con sẽ giúp các loài vật được sống trong thế giới thiên nhiên tươi đẹp. Cô tin chắc rằng các bạn học sinh lớp 2 sẽ luôn chăm chỉ học tập. Hãy dùng trí thông minh của mình để giúp ích cho cuộc sống. Cô Ngọc Lan xin dừng bài giảng đây. Hẹn gặp lại các con ở bài giảng lần sau. Chào các con!